nơi cuối phố. Giờ còn đâu bóng cây hoàng hôn, giờ còn đâu đóa hoa đợi chờ. Anh có con về thăm nỗi nhớ, nhớ phố xưa có em chờ. Nhận cái cuộc sống của người phụ nữ nó đẹp lắm. Tính hoa tính hầu thì đắt à? Đúng rồi, mấy con hầu thường mắc mà. Tại hầu nó đẹp. Nhất là các vùng đang có dịch. Đối với những người đang ở nước ngoài, không đến các vùng đang có dịch, hạn chế đi lại và tới những nơi công